sắp có thuốc chữa cho căn bệnh mãn tính mang tên thiếu trường thiếu lớp. Thưa quý vị, căn bệnh mãn tính có tên thiếu trường thiếu lớp của ngành giáo dục sắp có thuốc chữa khi Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến cho phép các trường tăng số lượng lớp học, học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của quy định tiêu chuẩn, cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Dự thảo này có nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý nhất là cho phép các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông nhiều cấp học tăng thêm số lượng lớp học, tăng thêm học sinh. Các cấp học này cũng được thay đổi quy định tổng diện tích khu đất xây dựng trường, bao gồm các điểm trường, được xác định trên số lớp, số học sinh. Nôm na, nếu dự thảo này được thông qua, thì ngành giáo dục sẽ có một quy chuẩn mới về cơ sở vật chất, theo hướng trường được phép xây to hơn, lớp học nhiều hơn, tiếp nhận được nhiều học sinh hơn. Đây là một tin rất vui, bởi chuẩn mới này được kỳ vọng sẽ là giải pháp để xử lý triệt để các căn bệnh mãn tính có tên là thiếu trường, thiếu lớp, đã và đang gây đau xót, bức xúc cho cả xã hội từ nhiều năm nay. Bệnh này có ở tất cả 4 cấp học, nhưng nặng nhất vẫn là cấp trung học phổ thông, với điển hình là thủ đô Hà Nội, cùng với một thực tế rất cay đắng. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, dự kiến số học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố tham gia xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2023-2024 là khoảng 135.000 em, tăng 5.000 em so với năm học trước. Tuy nhiên, trong số các học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tỷ lệ chỉ tiêu đỗ vào lớp 10 các trường công lập năm nay khoảng 60%, khoảng 81.000 em. Còn lại khoảng 54.000 em phải lựa chọn theo học tại các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thực tế thì với bệnh nan y, thiếu trường, thiếu lớp, nếu chỉ trông vào chuẩn mới về trường lớp của Bộ Giáo dục và Đào tạo thôi thì vẫn chưa đủ. Bởi còn một chuẩn mới khác cũng quan trọng không kém, nhưng quả bóng lại đang nằm ở trong chân các địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, liên quan đến các khu đô thị mới bị bỏ quên trường học. Đã và đang có một tình trạng khá phổ biến là chủ đầu tư dự án khi phê duyệt quy hoạch chi tiết, giao bán rất đẹp, đầy đủ chỉ tiêu, có trường lớp, có sân chơi, hồ bơi đầy đủ. Nhưng khi tổ chức triển khai thì liên tục điều chỉnh, thậm chí chậm thực hiện những cam kết về đầu tư hạ tầng xã hội. Dù rằng luật xây dựng và các nghị định hướng dẫn thi hành cũng như về quy chuẩn kỹ thuật xây dựng quốc gia năm 2019 đã quy định rất rõ về vấn đề này. Các địa phương phải cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo song kiếm hợp ích bằng cách quyết liệt hơn trong vấn đề quy định, ràng buộc trách nhiệm của chủ đầu tư các dự án về xây dựng trường học. Đồng thời, có thể có đủ chế tài đủ mạnh khiến chủ đầu tư thực hiện cam kết theo đúng quy hoạch chi tiết để không còn tình trạng bỏ quên trường học trong các khu đô thị mới. Lúc đó, may ra câu chuyện thiếu trường, thiếu lớp mới có được một cái kết có hậu. Học trước chương trình lớp 1, lợi bất cập hại. Quý vị thân mến, có hai luồng quan điểm luôn tồn tại lâu nay ở các bậc phụ huynh về chuyện chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 có cần học chữ trước hay không. Với phe nói có, họ suy nghĩ chương trình lớp 1 nặng mà lớp thì đông, con mình thì mình lo. Với phe nói không, họ tin tưởng vào chương trình lớp lá và hướng dẫn của trường mầm non về chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1. Vậy là, ở phe nói có, sau một ngày học ở trường mầm non, trẻ được cha mẹ đưa đến lớp luyện chữ đến 7-8 giờ tối mới về. Vào đó, trẻ ngồi hàng giờ để luyện chữ, làm toán. Điều này thực sự không phù hợp với tâm lý lứa tuổi và gây nên những cú sốc mà trẻ có thể phải gánh chịu về sau như sợ đi học, mất tập trung. Theo văn bản hợp nhất số 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình giáo dục mầm non, mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1. Nội dung giáo dục mầm non phải đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức và nguyên tắc đồng tâm phát triển từ dễ đến khó, bảo đảm tính liên thông giữa các độ tuổi, giữa nhà trẻ, mẫu giáo và cấp tiểu học, thống nhất giữa nội dung giáo dục với cuộc sống hiện thực, gắn với cuộc sống và kinh nghiệm của trẻ, chuẩn bị cho trẻ từng bước hòa nhập vào cuộc sống. Vì thế, môi trường giáo dục ở bậc mầm non và môi trường giáo dục tiểu học hoàn toàn khác nhau. Ở bậc mầm non, trẻ có hoạt động chủ đạo là vui chơi. Ở bậc tiểu học, hoạt động chủ đạo là học tập.
Trẻ lớp lá đang có tâm lý lứa tuổi của trẻ mầm non, không thể ngay lập tức bước vào chương trình học lớp 1 mà cần có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tránh gây sốc cho trẻ. Theo chương trình, các trường mầm non đang chuẩn bị cho trẻ lớp lá vào lớp 1 với sự phối hợp nhịp nhàng của bốn phía, nhà trường, giáo viên, cha mẹ và trẻ. Với chữ viết và toán, từ lớp mầm, lớp chồi, chương trình mầm non đã có cầu nối để trẻ vào lớp lá đạt kết quả mong đợi để vào lớp 1. Trẻ mầm non 5 tuổi sẽ được học đọc, học viết, làm toán, rèn kiến thức và kỹ năng này suốt năm lớp lá, theo đúng tâm sinh lý lứa tuổi để chuẩn bị cho việc vào học ở lớp 1. Điều quan trọng hơn và cũng phải thực hiện trong một quá trình đó là chuẩn bị những tiền đề cần thiết, tạo cơ hội giúp trẻ sẵn sàng đến trường về mọi phương diện, thể lực, trí tuệ, tình cảm, giao tiếp và ứng xử xã hội, tâm thế, để trẻ thích nghi với hoạt động học tập và cuộc sống tại môi trường tiểu học. Với phương pháp và mục tiêu giáo dục ở bậc mầm non, trẻ lớp lá hoàn toàn có thể vào lớp 1 mà không cần học trước chương trình lớp 1. Đừng vì sự chạy đua kỹ năng, thành tích trong năm học đầu tiên của bậc tiểu học mà tạo áp lực lên trẻ, có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý và sự phát triển lâu dài của trẻ. Đảm bảo an toàn trên cao tốc cần trước, xử lý khói bụi, phân giải đúng sai tính sau. Thưa quý vị, từ đầu tháng 4 năm 2024 đến nay, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm - Khánh Hòa thường xuyên bị bụi do khai thác đá phủ mù mịt, che khuất tầm nhìn, nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, vụ việc này chưa được xử lý kịp thời. Theo phản ánh của công ty trách nhiệm hữu hạn đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đơn vị vận hành cao tốc này, tình trạng bụi mù là do khai thác đá gây che khuất tầm nhìn và xuất hiện từ đầu tháng 4 năm 2024 đến nay. Vị trí của những mỏ đá này hoạt động trên địa bàn xã Cam Phước Đông, Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, khu vực gần hầm Dốc Sạn. Các mỏ khoáng sản hoạt động từ trước khi dự án cao tốc hình thành đưa vào sử dụng. Thực trạng các mỏ đá nổ mìn, bụi bay mù mịt không chỉ ô nhiễm môi trường mà còn gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến các thiết bị điện, đèn chiếu sáng, quạt thông gió trong hầm, giảm khả năng vận hành, cứu nạn. Trong khi đó, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm là một dự án trọng điểm quốc gia, mật độ lưu thông lớn, tốc độ tối đa lên đến 90 km/h. Vụ việc dù đã báo cáo đến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, nhưng đến ngày 23 tháng 4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa mới phối hợp với chính quyền thành phố Cam Ranh kiểm tra hoạt động tại một số mỏ đá dọc cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Vấn nạn khói bụi mịt mù che khuất tầm nhìn trên cao tốc không cá biệt từng xảy ra khắp vùng miền cả nước, từ Hải Phòng, Lào Cai, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, v.v. Tuy nhiên, phần lớn là do dân đốt rơm rạ sau khi thu hoạch. Khói rơm dù mịt mù nhưng vẫn mỏng, nhẹ và ít nguy hiểm hơn bụi mịn từ đất đá do nổ mìn khai thác mỏ khoáng sản. Dù vậy, cũng từng xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng do đốt rơm rạ gây khói mù trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây hồi năm 2018. Có đến 10 ô tô hư hỏng, 4 người bị thương sau tai nạn liên hoàn chỉ vì người dân đốt cỏ khô, rơm rạ bên mép đường. Ngay đầu tháng 3 năm nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam VECE cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các huyện Nhân Trạch, Long Thành, Thống Nhất, Xuân Lộc và Cẩm Mỹ về việc tuyên truyền người dân không đốt cỏ, rơm rạ đề phòng ảnh hưởng đến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Khói bụi gây che khuất tầm nhìn trên đường giao thông là hết sức nguy hiểm. Xảy ra trên cao tốc thì cực kỳ báo động vì nguy cơ tai nạn rất cao. Dù bất kỳ nguyên nhân gì, lý do từ đâu thì cũng cần phải giải quyết ngay lập tức. Việc cơ quan chức năng kiểm tra, tìm lý do, xem xét tính pháp lý, xử lý cần có thời gian. Nhưng tai nạn trên cao tốc luôn đặc biệt nghiêm trọng, là thảm khốc, xảy ra trong tích tắc, không chờ bất cứ điều gì. Vì vậy, không nên duy trì thực trạng vận hành cao tốc trong bụi khói mịt mù, phủ kín đường, che khuất tầm nhìn, hoặc tạm dừng khai thác khoáng sản, hoặc đóng cửa cao tốc trước khi có giải pháp xử lý dứt điểm từ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Giữ an toàn giao thông và tính mạng con người là quan trọng nhất. Trước hết, xác định đúng sai, phân xử thiệt hơn, giải pháp khắc phục thế nào tính sau. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.